Có ý gì nói thẳng luôn đi. Dạo này tao không thích lòng vòng đâu. Ây à, còn mấy ngày không gặp mà cứng phết nhờ. Nhưng mà tao nói thật ấy, dù mày có như thế nào, trong mắt tao mày vẫn chỉ là thằng đại ca ngáo thôi. Sao mày bảo đại ca tao ngáo? Mày không thấy trời nóng à? Nên là bọn tao đi tìm mua cái dây này về để làm nhà ở trên cây, ở cho nó mát. Ui, nhà trên cây á? Thích thế. Thế chị có biết làm không? Mày nghĩ thế nào mà mày bảo chị mày không biết làm cái nhà ở trên cây đấy Tiểu Bảo? Mày nhầm to. Việc của mày ấy chỉ việc hưởng thụ thôi, còn tất cả mọi việc ấy để chị mày lo, hiểu không? Dạ vâng à. Chị của em giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Thế chị làm luôn đi. Em muốn ở nhà trên cây lắm rồi. À chị ơi, em có ý này. Ý gì nữa đây Tiểu Mù ơi? Từ trước đến giờ, mình làm cái gì cũng thách đấu bọn khoai sắn. Thế sao lần này mình có hẳn cái nhà trên cây mà không thách đấu bọn nó? À, được đấy nhở. Ý kiến hay thế này mà tao không nghĩ ra. Thôi, bây giờ mày đi bảo bọn nó về đây thách đấu với bọn mình đi. Em nghĩ thế này đại ca. Bây giờ mình cứ làm cái nhà đẹp đi, sau hãng đi gọi chúng nó về đây thách đấu với bọn nó. Ừ, hợp lý đấy nhở. Thế bây giờ anh em mình làm thôi. Vâng. Vâng. Làm thôi. Nào. Đây, buộc vào đây. Dạ. Bước cao lên. Được chưa chị Đại ơi? Xong cái nhà mới rồi. Đây. Này đây. Em buộc vào nha. Ok, buộc chặt vào nha. Vâng. Chị ơi, chắc phết đấy nhở, hay thử cho Tiểu Bảo lên xem có đứt dây không. Ừ, thế mình cho nó lên thử đi. Tiểu Bảo có thích không? Có. Thôi lên đi, tới đây nào. Vâng, vâng. À, anh nằm đó đây. Đúng à. Lên đi. Thích không? Thích không? Nằm lên đi, nằm đi. Ây trời ơi. Đấy, xuống nha. Bắt không? Nhìn chắc chắn nhở? Thôi xuống đi. À, vẫn chưa làm sao đâu. Xuống đi để tí nó làm xong thì chị lại cho em lên nhá. Vâng ạ. Nào. Xuống đi. Nào, làm đi Tiểu Muội.
phải hưởng thụ như người giàu. Mình giàu thì mình phải sướng, hiểu không? Vâng ạ. Chị ơi, hai em đi nằm ngủ nhá, em thấy thích quá. Ơ cái con này, mày đi ngủ nữa thì có ai làm với tao? Mày có phải là trẻ con nữa đâu. Ờ, làm đi. Vâng ạ. Ôi, được rồi đấy nhở. Nhìn chắc chắn và đẹp thế. Thôi, chúng mình lên đây nào. Vâng. Để chị lên trước. Lên đi Tiểu Mai. Vâng. Ôi, thế quá. Ui. Em lên với. Lên đi, lên đi, lên đi. Tiểu Bảo lên đây. Giỏi quá. Nào. Mày định chiếm chỗ ở đại ca. Đây đại ca ơi. Để em vào đây. Nào. Ôi thích quá đại ca ơi. Phê. Phê. Ôi. Ôi chỗ này đúng chuẩn là chỗ ngồi của đại ca rồi. Trời ơi. Con tay như thế này nổi mát thế. Chỗ này mát thế. Thế này thì ngủ thì bao giờ mới tỉnh à chúng mày. Sướng thật, mát thật đấy. Phê quá. Ô đại ca ơi, thế này là xong chưa đại ca? Xong rồi. Thế mày vẫn chưa cảm thấy ok à? Vâng. Thế thì để em đi gọi thằng đại ca khoai sắn về đây thách đấu bằng ngôi nhà này nhá. Thế mày đi đi. Đi vâng. Luôn đi. Vâng. Em đi luôn đây. Đi nhanh rồi về nhá. Vâng ạ. Tiểu Bảo ngồi đây. Vâng. Cho nó mát. Hưởng thụ đi. Sướng. Ôi rồi mát thế. Cây cỏ. Ôi rồi gió. Đây. Chúng mày mở mắt to ra mà xem. Thấy gì chưa? Đẹp không? Thích không? Thế chúng mày có ý gì? Tự nhiên rủ bọn tao ra đây ngắm mấy cái dây thừng của chúng mày làm gì? Có ý gì nó thẳng luôn đi. Dạo này tao không thích lòng vòng đâu. Ây à. Có mấy ngày không gặp mà cứng phết nhờ. Nhưng mà tao nói thật đấy, dù mày có như thế nào, trong mắt tao mày vẫn chỉ là thằng đại ca ngáo thôi. Sao mày bảo đại ca tao ngáo? Thôi im. Thôi có gì nói luôn đi, nhiều lời thế nhở. Được, chúng mày thích nhanh tao chiều luôn. Đây nha, đây là ngôi nhà trên cây của bọn tao. Bây giờ ấy, chúng mày đi kiếm cái gì làm ngôi nhà trên cây của chúng mày ở đây. Trong ngày hôm nay mà chúng mày không kiếm được cái gì làm ngôi nhà trên cây của chúng mày thì chúng mày chấp nhận chịu thua và đi phục vụ bọn tao. Bọn tao cũng thế. Nếu mà bọn tao mà thua chúng mày thì bọn tao cũng phải phục vụ chúng mày. Đồng ý không? Ok, đợi tao. Anh em đi. Vâng. Chị ơi, bọn nó làm cái trò gì nhỉ? Thôi, mày cứ để bọn nó diễn đi, xem bọn nó làm cái trò gì. Tiếng gì? Lấy cái túi ni lông đấy về làm nhà thì sao mà thành được? Chúng mày cứ đợi đấy, tí khác có bất ngờ cho chúng mày xem. Bất ngờ cái gì? Nhìn đã không ra gì rồi. Nhìn như kiểu trẻ trâu làm việc ấy. Ha, đúng rồi, nhìn như kiểu trẻ trâu đang làm ấy nhờ. Thôi im mồm đi. Đúng rồi, im mồm đi, chúng mày sợ thua à, để bọn tao làm.
khỏi, đại ca cũng không tin vào mắt mình luôn. Sao mà nó đẹp thế? Chị ơi, đôi của bọn nó làm đẹp hơn của mình rồi. Này, mày là đội của tao hay là lại đội của bọn nó đây? Dạ vâng ạ. Là đội của tao thì phải khen của tao đẹp, hiểu không? Vâng ạ. Lão. Sắn ơi. Dạ. Bây giờ tao với thằng Khoai đỡ mày lên trên này, xong rồi mày ở trên đấy đỡ bị tôm hộ bọn tao nhá. Vâng. Nào, lên nào. Cởi dép ra. Cởi dép ra nào. Phê không? Có. Xuống không? Này. Này, nước ngọt nữa này. Nước này. Dầu gội nữa này. Thôi bây giờ anh em mình bóc nước ngọt khai trương quả nhà mới của anh em mình phát nhở? Vâng. Nào, anh em thấy nhà mình đẹp không? Có. Nào. Một, hai, ba, vô. Thường thôi. Thôi bởi nào rồi, còn đi uống nước ngọt. Bây giờ người ta chỉ uống nước lọc thôi. Thôi không có uống thì im mồm đi. Ở đây mà nói nhiều. Ơi anh em ơi, anh em mình dậy đun nước xoài nấu mì tôm ăn đi nhá. Vâng. Tí anh em mình ăn ở trên này luôn nhá. Vâng. Thôi đi. Nước sôi rồi này coi. Nào, mì ra nào. Đấy. Đấy. Anh em mình mang vào nhà mới để ăn đi. Chị ơi, hai mình đi xin thua. Xong bắt đầu mình xin ăn bọn nó đi. Em đói quá. Mày đói lắm à? Vâng ạ, em đói lắm rồi. Thế thôi, mình đi đầu hàng bọn nó đi. Xong rồi đi ăn cùng bọn nó. Vâng. Ây ạ. Bọn mày ơi, chắc là bọn tao thua rồi. Bọn mày cho bọn tao xin lỗi, xong rồi cho bọn tao ăn với nhá. Bọn tao đói lắm rồi. Biết xin thua là tốt đấy. Tao thấy xấu hổ thay chúng mày. Lần sau xác định thắng bọn tao thì hắn gà bọn tao nhá. Thôi thì chúng mày đấm lưng cho bọn tao, tí bọn tao cho ăn. Vâng. Sướng quá. Sướng không hả đại ca? Sướng. Đây, tao cho mình miếng này. Thích kiếm cái gì pha thì pha đi nhá. Dạ vâng ạ, em xin đại ca nhá. Đây, tao bố trí cho con này miếng này. Vâng, em xin ạ. Đây, tao bố trí cho mày miếng này này. Em xin ạ.
Đấy. Các anh ơi, bọn em xin phép lên nhà bọn em ăn nhé. Ngon không Tiểu Bảo? Có ạ. Ăn.